Và mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó, cắt giảm một số quy định thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp trong 14 lĩnh vực: khoa học và công nghệ, ngoại giao, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, tư pháp, xây dựng, y tế, ngân hàng nhà nước, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động thương binh và xã hội, công an quốc phòng, giao thông vận tải. Cụ thể, với thủ tục thi tuyển công chức, xét tuyển công chức sẽ thực hiện bỏ phiếu yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp từ phía cá nhân. Việc này được thay bằng biện pháp cơ quan tuyển dụng chủ động yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp cũng sẽ được bãi bỏ đối với thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, cá nhân được xuất trình phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNEID nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.